Hello, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình muốn review cho anh em một con tướng mới anh em ạ. Con tướng xuất hiện ở cái banner mới này. Mộng Nhân Sinh, Tiên Tri, Hem, Mad Prophet. Đấy, tên đầy đủ của anh ấy. Mình quay 10 phát ra luôn. Nó là thuộc cái con tướng này là thuộc hệ hỗ trợ. Thường thì chắc là anh em cùng lắm chỉ chơi một con hỗ trợ trong team thôi, chứ chắc không chơi đến hai con đâu. Hiệu quả của skill hỗ trợ hero tăng 10% nếu khi có hai con, chắc anh em chắc chỉ chơi một con là cùng, còn lại dồn hết cho những hero gây sát thương, những cái con thuộc hệ cung thủ hoặc là hệ kiếm sĩ. Đây, còn người cái phe đây thì ở đây con nó thuộc phe đặc phái viên nhá. Con này phe đặc phái viên thì kẹp với quả đen thì sẽ được tăng 15% nội lực, hồi nội lực. Thì ở đây là chỉ búp cho những con này thôi anh em ạ. Chỉ búp cho hero mật giáo chính là con đặc phái viên này này, chứ nó không búp cho những con thành viên khác. Nhưng mà con này mà được hồi liên tục mana như thế thì mình thấy cũng được á. Tại vì cái kỹ năng ảo giác chủ động này của nó sẽ tăng cho đồng đội, hai người đồng đội gần nhất của mình, một cái búp cuồng nhiệt tăng 70% công và 100% công tốc khi lên level 2. Để mình xem khi nó lên max level 3 nha, khi nó lên max level thì nó sẽ được cộng bao nhiêu. Nó sẽ cộng những 150% công và 100% công tốc anh em ạ, kèm theo 50% hút máu miễn khống chế trong một khoảng thời gian, và trong những 5 giây chứ không phải trong 4 giây như bình thường. Wow, con này búp kinh anh em ơi. Búp như này thì coi như là con chủ lực của mình. Nếu mà anh em chơi những cái con thuộc hệ cung thủ thì nó có cả hút máu này, lại khống chế này, thì nó bắn rất là rát luôn, tăng gấp đôi tốc độ bắn, 150% công. Ảo ma Lazada, Shopee chua. Kỹ năng là bị động, thủ thỉ, áp bức và hoang mang. Cái hoang mang này thì máu dưới 30% thì bản thân hồi máu tăng công tốc của mình lên, đánh càng nhanh thì ultimate cũng hồi càng nhanh. Áp bức, nguyên rủa khiến hero địch bị tấn công giảm 15% tỷ lệ bạo. Cái này ở đây mình không hiểu là khi team mình đánh vào team đội bạn thì nó có tính có cái áp bức nguyên rùa này không, hay là phải có con tiên tri này nó đánh vào đội bạn nhỉ, thì cái mục tiêu đấy mới bị giảm 15% tỷ lệ bạo. Nguyên rùa khiến hero địch bị tấn công đấy, cái này mình không chưa hiểu lắm nhỉ. Không thể thi triển skill trong 3 giây, chắc là con này đánh vào thôi các bạn, chứ không tính là cả đồng đội của mình đánh đâu. Còn cái thủ thỉ này thì sao? Sức mạnh nguyên rùa của Hem tấn công hai kẻ địch ngẫu nhiên gây sát thương khoảng 40%. Cây được có hai kẻ địch ngẫu nhiên, thế mà ở đây dám ghi là sát thương quần thể. Còn khi ở những cái level thấp ấy, thì hình như đánh có một kẻ địch ngẫu nhiên anh em ạ, khá cùi. Mình sẽ test thử anh em xem nha. Vậy mình cũng vừa đấm một tí lên được ảnh 7 năm đây, vẫn đang kẹt tiếp. Sẽ đánh một chút đi. Tầm này mà búp cho Winnie nó bắn thì cũng thốn đấy. Rồi ôi, Valkyrie chết sớm chưa kìa, Winnie bắn này. Ulti liên tục đi. Không được rồi. À này kẹt cứng luôn. Mấy con kia chết nhanh quá nhỉ. Con tăng này chết nhanh nhỉ, 29142. Winnie bắn tởm chưa? Winnie kẹp mấy cái con búp này đúng không? Cặp bài trùng anh em ạ. À, còn một con nữa cũng thuộc hệ hệ support đấy, đây. Chính là con Raphael nhà công đây, nhưng nó lại thuộc phe du hành anh em ạ. Phe du hành thì phút nó sẽ dồn hết cho con Winnie rồi, nên anh em không thể chơi được con này nữa đâu. Con này búp cũng kinh mà. Con này búp cũng tăng tăng công tốc và tăng tỷ lệ bạo kích cho cái con đam chính của mình thôi. Công cao nhất thôi. Kéo dài 3 giây. Khi kia tăng sát thương, tăng công luôn thì tăng sát thương luôn rồi. Không lại tăng tốc độ đánh. Cái này tăng bạo kích. Này hồi máu. Giảm toàn địch 40% công khi hàng sau giảm 50% máu tối đa. Mình nghĩ nếu mà búp về khả năng búp đam ấy thì con Hem này vẫn mạnh hơn con Raphael nha. Trùm support rồi. Nếu mà trùm support búp đam thì anh tiên tri này vô đối rồi. Thực sự là vô đối, 150% công mà mạnh.
mà nó được hồi năng lượng nhanh, cộng 15%. Thường thì chắc chơi được hai con, vậy cố gắng chơi thêm một con tăng nữa thì được hồi 22%, 22,5%. Ví dụ anh em chơi Ophelia này, anh em không thích chơi Ken thì anh em chơi Ophelia cũng được. Anh em sẽ chơi ba con, chơi con này, Tiên Tri Hem, Ophelia, Khánh Sứ Hoàng Hôn và cái con ốt tơ quả đen. Đấy, chơi ba con đấy nhưng mà anh em sẽ phải tốn rất nhiều phút nha. Nuôi một con là đã khó rồi, bây giờ nuôi ba con đặc phái viên thì bao giờ mới lên được 10 sao chứ anh em. Không, anh em cân nhắc, ví dụ anh em quay tướng là được nhiều tướng ngon thì anh em chơi con đấy. Con nào nó cũng có một cái điểm mạnh, điểm yếu riêng thôi. Khi nó kết hợp đúng, mặc bộ trang bị đúng, tướng công thì mặc set đam, tướng thủ thì mặc set máu, tướng hỗ trợ thì mặc những set cộng cho team hoặc là có thể tăng cái khả năng chống chịu của mình lên. Đó, chuyển những cái sát thương gây ra thành máu, hồi máu nhanh đỡ chết thì sống lâu được cho team, đấy là trong kinh nghiệm của mình. Cái con game này chơi cũng nhanh thôi mà, mình thấy làm nhiệm vụ hàng ngày chơi tí xong cũng vui, chơi đồ họa cũng đẹp. Mình đang hóng chờ đến cái phiên bản cập nhật 2.0 đây. À, còn một cái cốt nữa, chắc anh em ăn rồi, chắc anh em ăn hết cốt đi rồi, thôi chắc mình cũng không nói. Là thử thử đánh cái này xem nha. Nhưng không được rồi, con rách các bạn chết con Windy nói chắc, à con hem này nói chắc, đây này, con rách này. Đấy, rách này trong cụ chuối lắm, nó toàn bắn vào cái mục tiêu máu thấp nhất của team ấy. Nên kiểu gì nó cũng bắn chết con support yếu này sao sao. Chưa kịp làm gì đã chết rồi, chưa kịp búp nha. Đấy, hỏi như nào đây. 150 150 ô snake top model đi, tăng khả năng hồi máu. Không ăn được cái con đấy để kiếm cái đồ này nhỉ. Bí mật cổ xưa ẩn giấu ở lục địa Andum. Thôi bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở cái những cái phiên bản tiếp theo hoặc những cái review tiếp theo liên quan đến những con tướng mà mình chiêu mộ được. Ở đây có con tướng mới toanh toành ấy, mình cũng không biết nó đánh đấm như nào, tại vì cũng chưa lấy được mà nên cũng chưa review được cho anh em. Nó chính là con Thiên Diện Ẩn Sĩ này anh em ạ, thuộc tiên phong, hệ tiên phong, tướng tăng cơ. Tướng tăng cơ thì ưu thích, thích chơi con đấm cơ, con cái sát thương cơ. Mình thích con này hơn so với cái con Quang Minh Heya này anh em này, nhưng mà lần trước mình quay lại ra có cái con đấy, mình thích con Dusun Day này cơ. Đây này cho nó ngầu đét thế này cơ mà. Nói... Thôi, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau thôi. Bye bye. Dùng 25 triệu hồi phe, 50, 100 triệu hồi phe, dùng 150 triệu hồi phe, dùng 200 triệu mộ phe. Thu thập một tranh mẫu chiêu mộ hero thần minh hoặc hắc ám, chúc may mắn. Kinh đấy, đã chuyển đấy.